Tòa Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt 6 bị cáo với tổng hình phạt 44 năm 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản người khác. Chủ mưu vụ đập phá tài sản này là Phù Thị Tuyết Loan, 53 tuổi, ngụ xã Cửa Dương, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Theo cáo trạng, do có tranh chấp đất với người khác, vào tháng 3 năm 2020, bà NTCV, ngụ tỉnh Trà Vinh, làm giấy ủy quyền cho Phù Thị Tuyết Loan làm đại diện để liên hệ với cơ quan có thẩm quyền thực hiện các công việc liên quan đến quyền sử dụng đất tại Phú Quốc. Từ đó, Loan thuê và chỉ dẫn Nguyễn Văn Thành, Phan Văn Đoàn, Phù Tuấn Trấn Quốc, Lê Văn Giang, Nguyễn Văn Tấn, Dương Văn Lực cho xe cuốc phá đập sập toàn bộ 3 căn nhà và hủy hoại nhiều hoa màu cây ăn trái trên đất của 3 hộ dân tại ấp Xóm Mới với tổng trị giá tài sản bị thiệt hại là hơn 570 triệu đồng. Mặc dù mỗi lần các bị cáo này đưa phương tiện đến hủy hoại tài sản thì bị lực lượng chức năng đến để can ngăn, lập biên bản vi phạm, nhưng Loan vẫn tiếp tục chỉ đạo đàn em thực hiện hành vi hủy hoại tài sản của 3 hộ dân trên. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định Loan là chủ mưu cầm đầu trong vụ án khi thuê mướn và chỉ đạo cho các bị cáo còn lại thực hiện hành vi hủy hoại tài sản của người khác. Kết thúc phần nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phù Thị Tuyết Loan 14 năm tù, 6 đối tượng còn lại từ 30 tháng tù đến 10 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn lại phải bồi thường cho thiệt hại. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 570 triệu đồng.